Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel NT Vlog nhá. Ok, để mình xem nào. Bây giờ thì sẽ cùng vào studio mình một tí đi anh em. Chúng ta vào ở đâu? Nhầm. Vào gạch xe, vào line đi. Ok, thì ở đây đang là nhân vật này rồi. Chúng ta có thể vào giao tiếp với các nhân vật này bằng cách I'm so glad we are friends now. I'm passionate to meet you. Rất vui được gặp bạn. What are you up to today? Bạn làm gì ngày hôm nay? How are you doing today? Bạn làm những cái gì hôm nay? I'm so glad we're in friends now. Cái này các bạn chỉ cần ấn là nó trở thành một bộ không à. Mình chả hiểu là cái gì luôn á. Level up cộng 30. Gift này được phần thưởng nè. Cái gì ấy? Mình chả hiểu cái này là cái gì đâu. Phần thưởng hai là cái gì tôi không hiểu. Ok đấy, tiếp tục chúng ta đi sang bên tiếp theo. Sabina, đây có vẻ là một mụ nhân vật, là cái này nó có thể là một cái kiểu là mụ nhân vật già già xấu xí các bạn đấy. Các bạn có thể hiểu là đây là nhân vật kiểu là mụ phù thủy ác. Chúng ta từng chắc các bạn đã từng từng xem phim rồi, thì nó cũng có rất nhiều thể loại nhân vật được xây dựng như kiểu là phù thủy độc ác. Rồi phù thủy cũng có phù thủy tốt này, phù thủy độc ác này, phù thủy nó tùy theo người ta xây dựng cái nhân vật như nào. Nhưng mà có thể là phù thủy tốt này, phù thủy tốt thì tất nhiên là sẽ có những kiểu như là gương mặt dễ thương này, xinh đẹp, tốt bụng. Còn nhân vật phù thủy mà xấu xa thì sẽ có trông ác, các bạn hiểu không? Phù thủy xấu xa là nhìn trông nó kiểu nó độc ác, nó tối tăm đấy. Đấy, chúng ta có thể vào nói chuyện với nhân vật phù thủy này xem nó đang làm gì. Có thể là nó đang muốn bắt cóc mình, hay là nó muốn kiểu như mụ phù thủy độc ác cho ngày xưa, hình như là cho Bạch Tuyết à, Mạch Bạch Tuyết ăn táo độc đấy các bạn. Đấy, kiểu như thế là nó đang bắt chuyện đây để nó ghẹ, có thể là làm cái lễ tế gì đấy. Đấy, kiểu như thế. What do you want my life quit it on Black Friday, ngày đến tối à? Mình không hiểu tiếng Anh nhưng mà cái từ Black Friday này rất là quen. Ở Việt Nam mình thì nó thường có những cái từ như kiểu nó thường có những cái ngày như kiểu là ngày Black Friday là cái ngày đại đại hạ giá đó các bạn. Đấy, wow, thank you. Tiếp tục nào, chúng ta đi sang một map khác. Ồ, cái này kiểu như zombie này các bạn này. Đấy, Morgana. Morgana như kiểu là nó đại diện cho như kiểu là ác quỷ Nemu. Nó đại diện cho như kiểu là thây ma các bạn, quỷ ấy. Đấy, kiểu như là kiểu nó là thế. Đấy, thì đây có hai nhân vật này trông rất giống như kiểu là thây ma này các bạn, zombie đấy. Nó gọi cách khác là gọi là zombie đấy. What's the point? Doesn't exist. I'm not emo, I'm more than that. What's the point? Chả hiểu cái này làm cái gì mà nó hát nhân hoài. Nói nhanh lên nào. Mình không biết mỗi lần nói như này sẽ được cái nào, lại gặp con đi mượn này. Không mở khóa rồi. Hình như là phải nói chuyện từ từ, nó sẽ mở khóa dần dần đó các bạn. À, tiếp tục đến này chúng ta lại đến với cái một cái phần nữa là như kiểu là nam phù thủy các bạn ạ. Đấy, nếu chúng ta đã từng nhìn thấy những cái nhân vật nữ phù thủy độc ác ở trên màn ảnh rồi thì có thể chúng ta chưa từng nhìn nhìn thấy những nam phù thủy độc ác đấy, chuyên gọi hồn lấy hồn rồi bắt đầu là cũng lấy, nói chung là cũng độc ác. Phù thủy này là phù thủy của độc ác nha các bạn nhé, chứ không phải phù thủy tốt đâu. Phù thủy này là phù thủy độc ác rồi đấy, tay chân này đấy, quần áo này. Có thể là tập sau mình sẽ thiết kế một cái nhân vật phù thủy độc ác nha các bạn nhé. Hôm trước thì mình có thiết kế một cái nhân vật là nhân vật phù thủy nhưng mà phân nhân vật nữ dễ thương chứ không phải là cái nhân vật độc ác, thì có thể là lần sau mình sẽ thiết kế một cái nhân vật phù thủy độc ác cho anh em xem luôn. Ok, nói chuyện đi. Rồi, chúng đây Shadow phóng tối, mình chỉ biết Shadow là phóng tối, còn lại không biết.
Ồ, bên đây có vẻ là như kiểu là chiến binh, như kiểu là thần chết cơ ạ. 24 giờ ấy thần chết. Đấy, đây mình không hiểu là một hình tượng nhân vật gì cả. Ở đây có ngôi mộ như kiểu là chiến tranh các bạn, đây như kiểu là đây là một cái nghĩa địa như kiểu là chiến tranh. Đấy, kiểu kiểu như thế. Và các bạn có thể nhấn vào để nói chuyện để nó nói những cái gì. Rồi, nói thế thôi. Tạm biệt nha. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Ồ, đây là một nhân vật quỷ. Đây đây là ác quỷ. Nếu như những nhân vật chúng ta gặp vừa rồi, những nhân vật chúng ta gặp vừa rồi là phù thủy thì đây là chúng ta gặp ác quỷ thực thụ này. Đấy, chúng ta đang gặp đây là ác quỷ thực thụ này các bạn này. Đấy, nói xem nói gì quá ca 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 đấy, anh em thấy chưa? Điệu cười rất là man rợ. Ca 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 kiểu nó nguy hiểm, bí hiểm. Nó kiểu như là nó tạo nên một cái sự bí hiểm gì đó mà chúng ta không thể lường trước được, chúng ta luôn luôn phải đề phòng như đúng không, kiểu kiểu là như vậy đấy các bạn. Ok tiếp tục nào, nói xem nói cái gì đâu, nói nó đi, nói nó đi. How much look very digital cái gì nữa này, không hiểu nói cái gì á. Các bạn đợi mình một chút nha, mình chỉnh lại cái tiếng ở bên ngoài cái này đã, chứ mình nghe tiếng nó cứ mình nghe tiếng nó hơi bị rè rè các bạn ạ. Mình nghe tiếng hơi rè rè. Rồi ok xem nào. Đó, trường à, anh cần đi. Suy vong lại 6 suy vong. Top 1. Top 1 6. Mr. Bình Tẹo là ai ta? Top 1. Ok, tiếp tục nào. Chúng ta sẽ cùng đến với phần này xem thế nào. À, đây có vẻ như là một đâu nhỉ? Đây có vẻ như là một nhân vật là bị bắt đấy các bạn. Đấy, các bạn tưởng tượng là đây là một nhân vật bị cái con quỷ Satan rồi nó bắt đấy các bạn. Đấy, có vẻ như nhân vật khá là đáng đáng thương đấy. Đây này, bị nó bắt đây này. À, phải là như kiểu là nó lừa đảo không em? Như kiểu là bọn nó lừa đảo bắt cóc những cái thiếu nữ để nó làm bắt linh hồn này. Đây là một linh hồn chẳng hạn. Đây đây một linh hồn này. Không nói chuyện được. Đây ở đây có rất nhiều căn phòng nữa mình không biết. Rồi, sẽ tạm dừng khám phá tại đây nhá. Xin chào.